Đấy, giao dịch thành công lên xe. Nhưng mà sao không để lại đây cho nó vui lại trở về luôn à? Đấy, cái cổ hay quá. Có cốt. Khứa. Có chứ. Đấy. Lại mua được một xe đấy. Mua 20 triệu là quá hợp lý rồi. Một kia dị. Thứ bảy rồi các bạn. Rất đông vui rồi. Ra tắc nghiệp tí. Nhìn dưới chỗ này nhiều cốt đẹp mà quen. Toàn cái cốt quen. Đấy. Mưa này thì anh em đỡ phải lo tưới cây nhỉ. Cốt xì này thì mình có biết ngày xưa này. Con này nhìn trên ảnh cứ tưởng bé to phết. Đấy, con này nhiều cốt đẹp ấy. Anh ơi, tiền của anh à? Đúng rồi. Con si kia thì bao nhiêu bác? Con si đấy. Con này à? Vâng. Con này 45. Có chân tí thì ok quá nhỉ. Anh Thăng ơi. Chân em nằm dưới. Anh Thăng ơi. Nhìn trên Facebook cứ nghĩ nó bé không to phết chứ nhỉ. Phải bác Long nhỉ. À cái này chắc sang tên rồi. Về đi. Về nhà chơi đi. Con này rộng quá, chắc là mình về mình thu ngắn hết lại. Ngắn lại. Thực ra này rất là ok rồi đây. Con này nó dài quá. Mà cái tay nó bị béo. Nhưng mà được cái dữ liệu là ok đấy. Cắt đi thì hơi tiếc. Nhưng mà để thì đúng là khó chịu. Đây, để sẽ chơi mặt như này. Đây là vẫn là lưng nhá. Đây. Thì chơi như này. Bỏ này đi. Cắt này đi. Khử cái này đi. Cái này nó hơi nặng, đục bỏ cái chỗ này đi. Hạ thấp cái tay này xuống xíu. Nói chung là sẽ về phôi cụt. Đấy, nếu mà tôi chơi thì sẽ như thế. Cái ngọn thì này ok rồi. Đấy, nhiều cốt hay đấy. Cốt xì này thì Nó là cái thủ các bạn. Hoặc là một phần trên của cái cây to. Cắt đi. Đấy. Thì nó hơi cục mịch. Nó có chân con này thì rất ok. Tiếc là nó chưa có mấy. Tôi nhìn thấy cây này từ hồi ở trên mạng Thành nó bán cho mấy anh em. Lúc nó mới bới ra nó cũng không có gì mấy. Đấy, đông vui quá. Lên nhiều đấy. Đấy, xi này. Xi dài. Nghiên cứu cái gì mà đông thế? Mưa quá. Không phải vu của mình. Anh
đây có người bãi còn đầy đi mà. Bãi còn đầy đấy, nhưng mà mình cũng cổ đầy được không? Chuyển đi Minh. Bây giờ chuyển này, 8 triệu anh. 8 triệu. Mưa mới nhìn thấy nó già. 8 triệu. Đúng rồi. Thì chắc chắn là thân nó khô thì non hay già thì rõ hơn. Nó mưa thì thân nó vết thì rõ hơn. Sùng. Có gì ăn chút. Đấy. Mày lên thêm nhiều cây mới đúng không? Tí nữa vào khu vực thảm đỏ xem có nhìn thêm nhiều tác phẩm. Chắc là cũng quay khá hết rồi đấy các bạn. Thích đi khu thương mại hơn. Trong này thì ngắm lúc nào cũng được. Thương mại ra rồi múc cho nó kịp. Hôm nay rồi cắt tỉa khá nhiều đúng không? Này. Nói chung là cứ mỗi lúc nó sẽ một khác. Có những cây đã giao lưu rồi, có những cây mới mang ra, mang thêm ra. Đấy, cái cốt này mà nuôi vài năm cũng rất là hay. Đây, tay bay ra tí nữa thì ok. Yeah. Cốt thì nó hơi sượng. Mày mùa rụng lá. Những triển lãm ở ngoài này chứ không phải trong kia. Anh đang nghe thằng người nó gương nó bốc cây cả bốc cây xong lại thì chuyển qua anh còn nói giờ đi thằng giờ đi thằng bảo là người có ai mang đến rồi anh cho thằng đấy lên để đi ăn như dê còn đi ăn như dê 50 triệu bố nó hết rồi, làm gì còn tiền nữa. Đây, ra thêm nhiều cốt hay quá. Đấy, bé mà chảy hết cả da rồi. Này cũng hay, cốt này hôm qua vật lá này. Đây à, chú vừa giao lưu rồi à? Giao lưu cây nào chưa? Hả? À? À, đang chở cây xuống gì? Kinh đấy. Tưởng không đi. Mở hàng có nào chưa? Nó phát rồi. Ngon. Đâu bán cây nào đây? Đâu? Phải bê vào. À, thế à? Bán cho ai đấy? Cẩu đấy, bê vào thì con ngon đấy, vừa mang ra đã giao lưu rồi. Bán tối qua. À. Mang ra tối hôm qua. Ngon đấy. Đây là một dãy đây. Cây xuống. Có nào được không Thuyền? Qua được. Chảy xị nhỉ. Đấy. Ngon đấy. Hết vào trong xếp sau anh ạ. Đấy, gian hàng của anh em ơi. Chợ đây. Hôm qua nổ ác phết ạ. Hôm qua có ở đây không?
30 đêm. À có khi mình xin ra đây với anh em. Đang mang cây ra ván ấy. Cho góp vui đấy nhá. Các cái kích cỡ. Nó không mưa quá to nên là đội mũ đi là đi được. Tác phẩm đẹp quá nhỉ. Alo. Anh tiến lên nữa đi. Nhiều tác phẩm hay đấy, phôi tốt. Năm trăm này đem phải đem căng căng đi tí nhỉ. Mưa này cây đẹp hơn đấy. Cây này thì bao nhiêu bác? Cây nước 102 anh ạ. Quê vậy? Không phải. Nó là Điền Hạt. Điền Hạt. Mà như Điền luôn là giam ký lắm rồi. Còn nó tút trăm thì giam ký nữa. Hiền nhỉ. Hiền như dáng làng luôn. Hai người bê được không bác? Chắc không bê được nhỉ? Hai người bê được. Cậu nặng. Cái nến khô, cái nến nhìn hiền. Truyền thống. Phúc có ra đây không bác? À? Phúc có ra đây không? À Phúc. Vâng. Phúc ngày kia nó mai nó ra chơi. À. Biết Phúc à? Ui, mua Phúc mấy cây rồi. Năm lít được không? 5 lít. Của Lê Tuyên. Lê Tuyên hay cái gì nhỉ? À, Lê Tuyên bán rồi. Cái quê này vừa nãy bảo bao nhiêu rồi quên bác nhỉ? Cái quê này vừa nãy bảo bao nhiêu nhỉ? 2,5 đồng. Nó đẹp hơn trong ảnh ấy. Khu thương mại nó còn vui hơn là triển lãm nhiều. Mấy cái lốp đi cặp trắng đi nè. Lốp nhờ quái trắng đi nè. Thôi thằng Nhân nó lấy rồi. Thắng thôi.